Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Bác Sa Đức Huy đang dự cái lễ khai mạc triển lãm xây một cảnh huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng năm 2022 thưa quý vị. Thì trước mắt quý vị là cái quang cảnh của nhà văn hóa, cái công viên An Dương, nơi diễn ra triển lãm quý vị nhé. Quý vị hãy vào trong hội trường nhà văn hóa để nhìn ngắm cái khung cảnh của nhà văn hóa cũng như các cái đại biểu về dự buổi triển lãm. Những năm qua, An Dương đang có huyện mình phát triển mạnh mẽ, khẳng định được cực tăng trưởng phía tây của thành phố Hải Phòng. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, huyện An Dương vẫn lưu giữ được những giá trị văn hóa cốt lõi với gần 100 di tích, trong đó có 13 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 36 di tích xếp hạng cấp thành phố, 2 lễ hội văn hóa phi vật thể, 5 làng nghề truyền thống, làng nghề hoa cây cảnh, đặc biệt sản phẩm cam đồng phục tiến vua được ghi chép trong sách lưu giữ, vừa tạo cảnh quan lá phổi xanh, vừa là động lực phát triển kinh tế, cân bằng sinh thái. Một hội trường rất là rộng lớn, một buổi khai mạc quy mô hoành tráng. Trên địa bàn có trên 500 hecta trồng cây hoa cảnh, thu nhập hàng năm đạt trên 200 về hình thức tính mỹ thuật cao. Vì hãy nhìn mọi cái góc cạnh của nhà văn hóa huyện An Dương và hãy nhìn ngắm lại cái buổi lễ khai mạc quy mô của hoành tráng này. Đã đang góp phần tích cực vào sự thành công của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần giảm nghèo bền vững. Cho phép tôi thay mặt các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, ban tổ chức triển lãm và hội chợ sinh vật cảnh huyện An Dương trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành thành phố, hội sinh vật cảnh Việt Nam đã luôn tạo điều kiện động viên nghệ thuật thẩm mỹ hội tụ tinh hoa về triển lãm và hỗ trợ sinh vật cảnh huyện An Dương, góp phần quan trọng tạo khí thế thân thiện, sự cuốn hút để An Dương là điểm đến hội tụ không chỉ là những lĩnh vực sinh vật cảnh mà là điểm đến về sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố cả thanh niên yêu của đất nước. Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo văn huyện, ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc triển lãm hội chợ sinh vật cảnh huyện An Dương lần thứ nhất năm 2020. Chứng kiến thời khắc rất là quan trọng cho chương trình khai mạc triển lãm và hội chợ. Các đoàn đang chuẩn bị ra ngoài đảo công viên để tiến hành cái nghi lễ tiếp theo quý vị ạ, thả cá koi quý vị ạ. Rất đông các đại biểu về đây tham dự triển lãm và tham dự cái lễ khai mạc hôm nay quý vị ạ. Các đại biểu đang di chuyển để ra cái ngoài đảo hồ để tiến hành các nghi lễ tiếp theo quý vị nhé. Thời tiết vừa có một cái cơn mưa to. Đấy, may quá. May quá đúng lên cái nghi lễ thả cá koi thì lại thời tiết để tạnh giáo quý vị ạ.
bác Thọ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hôm nay cũng về dự mấy triển lãm quý vị nhé, và các đại biểu khác rất là đông quý vị ạ. Bác ạ, à, bác Tình, chào bác ạ. Chào bác nhé. Quý vị hãy chiêm ngưỡng cái nghi lễ thả cá koi tại triển lãm An Dương, thành phố Hải Phòng quý vị nhé. Thả 2.000 con cá koi. Công viên cứ làm đi. Công viên An Dương quý vị nhé. Cứ làm thôi. Chuẩn bị cái kéo cắt đầu nhá. Cắt cái đầu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, được sự nhất trí của huyện ủy An Dương về việc thả cá súc trong quần thể công viên An Dương nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, nhằm tạo cảnh quan môi trường sinh thái của công viên An Dương kết hợp hài hòa giữa giải công viên cây xanh và hồ cá, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái khu vực công viên An Dương để nhân dân trên địa bàn huyện An Dương và nhân dân trên địa bàn thị trấn An Dương và các quý khách thập phương đến tham quan ngắm cảnh mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Hôm nay ngày 9/8/2022, Hội sinh vật cảnh thành phố Hải Phòng, Trung tâm sinh vật cảnh cá koi Quân Lục trao tặng huyện An Dương 2.000 con cá koi nhân dịp huyện An Dương tổ chức hội chợ sinh vật cảnh năm 2022. Thả cá xuống hồ trong quần thể công viên An Dương. Về dự chương trình thả cá, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đại biểu Trung ương đồng chí Nguyễn Văn Lạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bắt đầu thả cá koi quý vị. Đại biểu thị trấn An Dương trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn. Kính mời các đồng chí lãnh đạo và các quý vị đại biểu về dự và dự chương trình thả cá tại công viên An Dương. Một cái công viên rất đẹp quý vị. Và công viên đã các công viên đã được tiếp đón 20.000 con cá koi, 2.000 chú cá koi quý vị. Sa Đức Huy ghi nhận rất đông các đại biểu về đây tham dự triển lãm Hải Phòng quý vị nhé, triển lãm An Dương Hải Phòng. Vâng, đông lắm quý vị.
vẫn tiếp tục thả cá con, quý vị ơi. 2.000 người chú cá mà quý vị. Một công viên được bài trí cây cảnh cực kỳ tuyệt vời, quý vị nhé. Đã đi chân dài áo đen. Quý vị đi ngắm một lượt nhé, ngắm một lượt cái triển lãm này. Những cây xanh cổ quý vị ạ, cây xanh cổ về đây tham dự triển lãm. Tháp Xuân rất là quá đẹp này quý vị này. Chào tất cả các anh nhá. Vâng, cây đẹp quá nhỉ anh nhỉ. Mấy cây này của các bác nào đây? Và cái khuôn viên đẹp, vị trí đẹp, cây đẹp. Ui dồi, cây này của bác nào già quá này. Cực kỳ tuyệt vời. Quý vị có thấy đông vui không ạ? Quý vị có thấy tuyệt vời không? Đây, đây là một cái đảo hồ quý vị nhá, đảo hồ ở công viên huyện An Dương. Đây. Các đại biểu đã đang đi tham quan cây, có các đại biểu của trung ương cũng như các đại biểu ở tỉnh, ở huyện và khắp nơi trên cả nước về đây tham dự triển lãm. Rồi lúc nào lên thì tôi ăn luôn. Những tác phẩm rất là nghệ thuật được gửi này. Đây quý vị ơi, những tác phẩm rất già này của các anh này. Lúc đấy tôi không thấy bác lên nhận cái gì đâu mà phải cả lên cả. Cây si cực kỳ già quý vị ạ. Quý vị chiêm ngưỡng cây bệ. Đến bệ còn tràn chậu của quý vị ạ. Sợ thật đấy. Một tác phẩm si rất là quý. Mới được của bác nào đây? Nguyễn Văn Dưỡng. Đẹp quá, đẹp quá.
một cây bonsai cực kỳ giá trị này. Quý vị ơi, đẹp lắm quý vị này. Chào các anh, chào các anh em. À thế à, đây này những cái tác phẩm của anh à? Vâng vâng. Đấy, những cây bonsai đẹp và già quá anh nhỉ? Đấy, có cái tuổi thôi, đẹp, đẹp. Vâng. Không, đẹp anh ạ, đấy là chất lượng. Dằm san hô hết rồi quý vị. Dằm san hô hết rồi. Đây này quý vị này. Một tác phẩm si rất là đẹp quý vị ạ. Lưỡng long. Lưỡng long. Và lưỡng long tranh châu. Đẹp quá quý vị ạ. Lưỡng long tranh châu. Rất nhiều cái tác phẩm si bonsai mini đặc biệt chất lượng quý vị nhé. Những cây bonsai mini những cây chất lượng nhiều lắm quý vị ạ. Đây này cũng rất là hay nhỉ. Yeah. Vâng. Thưa quý vị nhé, trồng một cái chum đấy và cái rễ này, rễ đấy, rễ rễ ra lỗ này, vâng rễ ra những cái lỗ mà quấn lấy cái ông tượng, đẹp quá. Cây cực kỳ là bắt mắt và có cái óc sáng tạo cực kỳ cao mới làm ra cái tác phẩm đẹp này. Quý vị ơi, đây là cây đề quý vị ạ. Một cây đề trực rất đẹp. Chủ nhân vặt lá mà nếu không tinh thì là nhìn như cây si quý vị ạ. Đấy, quý vị chiêm ngưỡng này. Khuôn viên cực kỳ đẹp quý vị nhé. Cây của anh đâu anh? Cây của anh đâu? Ủa cây đây à? Vừa đấy là em đã khen rồi đấy. Cây, em chưa nhìn biển nhưng mà nhìn thấy cây này đã khen rồi. Vừa đi một lượt rồi mà. Trời ơi cây quý thế. Mai bò Trần Đức Liệu. Một cây xanh cổ rất già của anh quý vị ơi. Đây anh Liệu đấy nha, chủ nhân đấy nha. Rồi, chúc mừng anh những tác phẩm đẹp và quý mang tham dự triển lãm anh nhá. Vâng. Hôm nay mời anh em về triển lãm An Dương để ngắm các tác phẩm ở Hải Phòng. Vâng. Rất nhiều tác phẩm đẹp. Đấy, rất nhiều quý vị ạ, rất nhiều. Và cái vị trí rất đẹp. Vị trí góc view thực cực kỳ đẹp anh nhỉ. Còn đây là đảo ốc. Đấy, tuyệt vời lắm. Cả một cái đảo ốc của anh. Dạ vâng, vâng. Anh mang mấy tác phẩm lên đây? Anh
anh em thì cầm đây là toàn bộ triển lãm của anh em ở một trong triển lãm hết. Vâng. Anh chỉ cầm một tác phẩm thôi. Dạ vâng, vâng. Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhé. Tác phẩm các gian hàng, chủ nhà hàng bonsai, gỗ đũa và đá quý, các vườn lan. Mời các anh em nhìn đây nhá. Đúng 10:30, trân trọng kính mời các quý vị đại biểu về trung tâm tiệc cưới huyện Ân Dương, cách ủy ban dân huyện Ân Dương 200m để dùng bữa cơm trưa và dự phiên đấu giá các tác phẩm bonsai đặc sắc của các tỉnh thành phố, các quận huyện bạn và huyện Ân Dương. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời.